Mình chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Mình tên là Hoa. Thì hôm nay ba mình tiếp tục cưa hai cây cao vua. Ba đang chuẩn bị cái bộ đai và bộ móng leo đặc biệt dành cho cây cao vua và những cây không có nhánh. Hai cây cao này rất là cao luôn. Và nó bị eo eo phần này. Có mấy cái bông cao vua nữa, rất là sát nè. Vì người ta là ton ở cái mái nhà này nên sẽ cưa hai cây này để lợp ton. Cây rất là nhiều nhánh, nhiều tàu luôn. Mời quý vị cùng theo dõi. Và mình cột dư ra một khúc vậy, có khi sẽ để xả dây của cái đai thì có khúc nhỏ khúc bự. Của cái đôi dài bộ móng leo không sát vào luôn, da cây cao vua rất là dày luôn. Ô, trượt luôn. Bây giờ sẽ leo xuống để mài lại. Cái ảnh là leo cái dầu với cái dầu với cái sao thì ngon. Mà này leo cái cao vua nó cái cao này nó quá già. Thế là dùng chút mạnh hết chút cùng dùng vô. Mà nó chết. Một cảnh kia thì nó mới bám được. Hai ảnh thì là mình lúc lắc vậy nó sẽ chốc. Ví dụ một cảnh là lúc lắc nó không chốc, hai ảnh vậy nè. Lúc lắc qua vậy cái nhóm này nhóm lại. Yeah. Cái này thì vô cây sao, cây dầu là rất ngon. Cây da nó mềm. Dùng cho cây sao cây dầu ngon lắm. Tại cây da nó mềm nuôi. Còn cây sao cây cao mà cây cao già cái này nè quá cứng, cứng nguy hiểm lắm. Cái khúc này dưới đây bây giờ mình chơi cái cách truyền thống rồi. Cách thường đi. Rồi. Không phải là truyền thống mà cách thường. Truyền thống là cha ông mình để lại mình kêu gọi là truyền thống. Đôi chân có độ ma sát bám rất là chắc. Cái này là mình leo vô cái sao cái dầu là ngon lắm. Cửa cây cao này một móng một cảnh á, một gai á là nó cũng có thể là bao che thôi. Có anh Khang ở bên Mỹ anh nói vô mình dùng hai ba thứ mới được tặng
quá mình nó mới có tùy theo tùy cơ ứng biến tùy chỗ mà mình sử dụng. Bữa nay lấy cây kim tiên rồi dẹp nó đi. Bây giờ ba mình chỉ đeo bộ đai thôi, ba sẽ cắt ngàm để leo lên. Sẽ sử dụng máy Huwana 254 để mở ngàm thì công suất nó mạnh hơn. Bác sĩ ơi, có thuốc gì để cho mọc tóc bác sĩ? Vì ở đây cưa gần bệnh viện An Mỹ của xã An Thế Trung, cái bè Tiền Giang. Ủa nãy giờ nổ chưa ta? Nãy giờ nổ chưa hả? Gần phần gốc nó sẽ già hơn là ở phần giữa thân và trên đọt. Đỡ lên phần thành tường. Rất là dai.
Cưa cái già rất là dai nên cái sên nó bị lục. Bây giờ ba mình sẽ đi xuống để dũa sên. Mình lấy máy cưa xuống. Khi ba mình vỗ cưa xong thì bây giờ sẽ đeo bộ đai lại và lên khớp khúc lại và sẽ cắt mở miệng ở phần trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Cái keo cao vua này nó nằm sát vào thành tường á nên mình không thể nào quay phía bên kia cho quý vị xem được, mong quý vị thông cảm. Oh.
lên đến phần cái mo cao vua thì rất là trơn. Nhà bác Hai Tuấn đã gửi cho ba mình cái bộ trai này, có chế thêm cái phần mấy miếng thiết này để cố định cho sợi dây không bị trượt lên trượt xuống. Rất là nhiều tàu nhỏ. Sẽ đổi máy cưa khác để máy tàu. Cái máy cưa này rất là nhỏ gọn, do chú Long Nguyễn tặng cho ba mình. Bữa hổm cưa cái cây còng mà bị ông Bu đánh, ba vẫn không bỏ cái máy cưa luôn. Ba rất là quý. Và mình đã leo lên đến phần trên rồi.
cao vừa sát với nhau luôn. Có thể là ba mình sẽ cắt tàu của cây kế bên luôn. Rất là nhiều luôn và qua bên phần bên kia của nhà cái bên rất là khó xử lý. Lấy những tàu ở phía bên ngoài hàng rào về phía trong này rất là cực luôn.